Vào hồi tháng 10 năm ngoái, hãng Toyota đã bất ngờ bổ sung phiên bản GR Sport thể thao hơn cho dòng sedan cỡ C Corolla ở thị trường Trung Quốc. Đến nay, tới lượt thị trường Thái Lan đón nhận Toyota Corolla Altis GR Sport. Giống xe ở Trung Quốc, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 mới ra mắt Thái Lan cũng được bổ sung gói ngoại thất mang phong cách thể thao. Theo đó, mẫu sedan cỡ C này có thêm hàng loạt chi tiết ngoại thất mới như cản trước, lưới tản nhiệt và đèn sương mù. Cụ thể, lưới tản nhiệt trên của Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 đi kèm nẹp màu đen nối giữa hai đèn pha. Trong khi đó, lưới tản nhiệt dưới được trang bị mắt lưới hình tổ ong khác biệt và viền đen bóng xung quanh. Riêng đèn sương mù được chuyển từ hai góc cản trước vào bên trong lưới tản nhiệt dưới. Hai góc cản trước giờ đây có thêm khe gió hình tam giác khiến đầu xe trông ngầu hơn. Chưa hết, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 còn có ốp gương ngoại thất màu đen, cánh lướt gió bên sườn và bộ vành hợp kim 17 inch mới. Ở thị trường Trung Quốc, mẫu xe này chỉ dùng vành 16 inch. Đằng sau, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 được bổ sung bộ khuếch tán gió thể thao và logo GR Sport mới. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 cũng được cải tiến nhẹ với ghế trước bọc da, lẫy chuyển số sau vô lăng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống lọc không khí nano và rèm che nắng ở hàng ghế sau. Bên cạnh đó là logo GR xuất hiện ở tựa đầu ghế và nút bấm khởi động máy. So với bản thường, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 có thêm một số trang bị mới như cần gạt nước tự động và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Đặc biệt, hãng Toyota còn trang bị hệ thống treo thể thao, dùng lò xo trụ, giảm xóc và thanh cân bằng phía sau mới cho mẫu xe này. Nhờ gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, nên xe được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi giải tốc độ, hỗ trợ bám làn đường và đèn pha tự động. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 có hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.8 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực. Động cơ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp Super CVTi, giả lập 7 cấp số và có tính năng xăng số tuần tự. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 1.8 lít và motor điện, sản sinh công suất tổng cộng 122 mã lực. Sức mạnh được chuyển tới cầu trước thông qua hộp số ECVT. Nhờ đó, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 23,3 km trên lít, khoảng 4,29 lít trên 100 km. Giá xe Toyota Corolla Altis phiên bản GR Sport mới tại Thái Lan khởi điểm từ 1,059 triệu baht khoảng 725 triệu đồng cho bản máy xăng và 1,114 triệu baht, 763 triệu đồng cho bản hybrid. Khi mua xe, khách hàng có thể chọn 3 màu sơn ngoại thất là trắng Platinum White Pearl, đỏ Red Micro Metallic và đen Attitude Black Micro. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, Toyota Corolla Altis GR Sport 2022 có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không.